Nói chung á, trong cuộc sống này có rất rất nhiều nhân tài ẩn danh, nhân tài ẩn khúc. Nhân tài chẳng có phút nào thể hiện được mình có tài, chỉ vì sự khắc nghiệt bó buộc của các tư duy tiêu chuẩn phiến diện đánh đồng. Các cực năng lực của nhân tài chỉ vì đồng tiền trước mắt mà họ quên rằng á, nếu như mà tài năng xuất chúng đó được nở hoa, cái nhân tài kiếm được còn khủng bố gấp bao nhiêu lần so với hơn con số kỳ vọng. Cuộc sống không ai nói trước được điều gì, dĩ nhiên không phải có tài là thành sao, nhưng tiềm năng và khát vọng của nhân tài không nên bị ai dập tắt cơ hội thành sao của họ. Ai cũng có một đời, thành công hay thất bại là chỉ người đó có quyền làm, quyền chịu trách nhiệm trước cuộc sống và dư luận. Nếu một khi chúng ta được sống là một con người theo đúng với đam mê, thì kết quả như thế nào cũng không khiến chúng ta hối hận. Bởi vì dù sao chúng ta cũng đã có được những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, dù chưa chắc ai hiểu. Còn với những ai coi thường cái nghề chân chính của người khác thì cũng chưa chắc là cái nghề của họ vững bền. Cái nghề tạo ra con đường sống với nhân sinh. Khinh nghệ thì dù là nghề của mình hay là của ai thì tức là đã vi phạm nghiệp tổ của nghề. Nên tác hại ngược thường quay vòng lại tấn công để khiến cho họ thay đổi góc nhìn. Có thể là sớm hay muộn, nhưng bài học đó chắc chắn sẽ diễn ra. Nó sẽ diễn ra bởi vì một khi khinh miệt nhằm trúng người là nhân tài, và một khi số của người đó là sao tinh tú, những thành công vang dội của họ sau này sẽ khiến cho người khinh thường đó nếu nhẹ là hối hận, nếu nặng là bị trả giá bằng sự thất bại của họ. Thông thường là khi con người đi ngược với long mạch tạo ra sự sống thì sự sống cũng không muốn cho họ mạch sống tuần hoàn nữa. Điều may của họ sẽ bị dịch chuyển cho người khác mà họ đã khinh thường. Đó gọi là tác động nhân quả bù trừ.